Em Hoàng Dương xin chào cô chú, anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có cái thuốc vua rầy rệp 750. Thuốc có tính nội hấp, tiếp xúc nhanh, xông hơi, hiệu lực kéo dài. Rất hiệu quả với các đối tượng dưới đây: rầy xanh, rầy bông, rệp sáp gốc, bọ trĩ, sùng hà, khoai lang, sâu đục thân, mọt đục cành, tuyến trùng, bọ xít muỗi và ruồi vàng. Chai 400 ml, một chai pha được khoảng tầm 2 phi, loại phi 200 lít cô chú anh chị em nhé. Thời gian cách ly của thuốc là 7 ngày. Thuốc này sẽ có mùi hôi cô chú anh chị em nhé. Các anh chị có thể sử dụng để phun trên lá trị rầy rệp sáp, sâu đục quả, mọt đục cành, ruồi vàng và trị bọ trĩ. Còn ở dưới đất thì các anh chị có thể sử dụng cho diệt sùng hà, khoai lang, trị tuyến trùng và rệp sáp gốc là mình sử dụng ở dưới đất nhé. Sử dụng trên lá thì các anh chị pha khoảng tầm 400 lít nước. Còn nếu mà dùng ở dưới gốc các anh chị có thể sử dụng khoảng từ 300 đến 400 lít nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Cô chú anh chị em nhà mình ai có nhu cầu sử dụng cái chai vua rầy rệp 750 này thì cũng có thể là liên lạc với em qua hai số ở trên màn hình đấy nhé. Số bên trên có Zalo ạ.